Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Mai Tài Phến, nam diễn viên hẹn hò bí mật với họa mi tóc nâu Mỹ Tâm. Mai Tài Phến là nam diễn viên được khán giả yêu mến từ vai diễn thầy giáo trong MV Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Đây cũng là cánh cửa đã mở ra cho anh có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, được nhiều nhà đài cũng như đạo diễn chú ý. Mai Tài Phến còn góp mặt trong bộ phim Đình Đám của chị Đại Mỹ Tâm với chị trợ lý của anh. Bộ phim khá thành công và chiếm được sự yêu mến từ khán giả. Hiện tại, chàng diễn viên đến từ Bạc Liêu đang được quan tâm không ngừng khi bị nghi hẹn hò bí mật với ca sĩ Mỹ Tâm. Mai Tài Phến có tên thật là Mai Đại Bình, sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1991, cung hoàng đạo Song Tử, quê quán Bạc Liêu, nghề nghiệp diễn viên. Mai Tài Phến từng định thi vào ngành kiến trúc trước khi chính thức trở thành sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trong thời gian tham gia học tập tại trường, Mai Tài Phến đã tích cực đóng phim từ các vai quần chúng đến đóng kịch để tích lũy thêm kinh nghiệm. Anh từng góp mặt ở hai bộ phim sitcom là Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh và Điệp Vụ Eva. Vai diễn ở hai bộ phim này mặc dù được khán giả biết đến nhưng nhiều đó vẫn chưa giúp tên tuổi của Mai Tài Phến bật lên trong vũ trụ điện ảnh rộng lớn. Có lẽ cũng vì chưa gặp được thời nên nam diễn viên mất đến nhiều năm để loay hoay tìm chỗ đứng. Sau này, Mai Tài Phến tham gia vào cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh và xuất sắc đoạt cúp vàng chung kết. Với giải thưởng này cũng là cơ duyên đưa nam diễn viên 9X đến với vai diễn trong MV của Hương Tràm, vì đạo diễn đã chuẩn bị quay MV Em Gái Mưa đã chú ý anh từ lâu và nhìn thấy khả năng diễn xuất của Mai Tài Phến tại cuộc thi mà anh tham gia. Vì vậy, đã đưa ra lời mời hợp tác với vai thầy giáo vạn người mê đi vào lịch sử này. MV Em Gái Mưa đã đoạt được loạt thành tích khủng và là ca khúc chủ đề để đời của Hương Tràm với 14 triệu lượt xem và giữ vị trí số 1 thịnh hành suốt hơn một tuần trên YouTube. Sự thành công ngoài sức mong đợi về cả bài hát lẫn diễn xuất trong tác phẩm đã giúp cho Mai Tài Phến vùng ra khỏi vùng xoáy trước đây khi anh đang đứng. Đó cũng là vai diễn để đời và tạo bước ngoặt lớn giúp nam diễn viên Bạc Liêu được chú ý hơn. Cơ hội đóng phim, quay quảng cáo, hợp tác với người nổi tiếng cứ thế lần lượt nối đuôi nhau đến với Mai Tài Phến. Sau vai diễn Thầy Giáo Mưa, Mai Tài Phến hợp tác với họa mi tóc nâu Mỹ Tâm trong MV Đừng Hỏi Em, kể về một mối tình lãng mạn nhưng bi thương trong thời kỳ cách mạng. Vai diễn này cũng đã đọng lại trong anh nhiều cảm xúc và tiếp tục giúp anh tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Tiếp nối sự thành công của Dư Âm Em Gái Mưa, Mai Tài Phến đã bắt tay với ekip thực hiện bộ phim cùng tên với phiên bản điện ảnh. Nhưng sức lan tỏa không mạnh mẽ như MV ca nhạc đã đạt được trước đó. Nhiều người nhận xét bộ phim hời hợt, dài dòng và thiếu điểm nhấn, điều này đã làm cho người xem thất vọng không thôi. Tuy không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bộ phim nói trên, nhưng Mai Tài Phến đã trở lại và có sự thay đổi mới mẻ trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Với kết thúc bi thảm trong MV của chị Đại Mỹ Tâm khiến cho mọi người luyến tiếc không thôi, nhưng không để các fan phải hụt hẫng, hai nhân vật chính lại bắt tay thực hiện bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh như phần bù đắp cho cái kết trong MV Đừng Hỏi Em. Tại đây, khán giả được dịp cười hả hê với sự lầy lội, hài hước và nhiều tình huống éo le đã diễn ra trong bộ phim. Khả năng diễn xuất của chàng trai Bạc Liêu đã được đánh giá cao. Với sự thể hiện thông qua nội tâm, anh đã chạm đến trái tim của người xem, không còn sự cứng nhắc với những vai diễn biểu đạt bằng hình ảnh mà giờ đây, thông qua ngôn ngữ, Mai Tài Phến đã để lại nhiều cảm xúc hơn. Sau khẳng định năng lực và tên tuổi của mình một lần nữa, Mai Tài Phến đã xếp tên anh vào hàng ngũ những nhân vật được săn đón và chú ý nhiều hơn. Chuyện tin đồn với Mỹ Tâm. Sở hữu ngoại hình cao ráo và gây chú ý bởi phong cách ăn mặc đơn giản như toát lên vẻ soái ca ngời ngời cùng với sự chân thành ấm áp, Mai Tài Phến dễ dàng chinh phục trái tim của nhiều chị em bạn. Sau khi dự án hợp tác với Hương Tràm kết thúc, nhiều trang báo đã bắt gặp sự thân thiết giữa anh và nữ ca sĩ nổ ra, nhiều người còn khẳng định họ thực sự có gì đó với nhau. Cũng theo đó, Mai Tài Phến cũng bày tỏ rằng bọn họ có mối quan hệ trên mức tình cảm. Nhưng sau một tháng hẹn hò, cả hai lại đường ai nấy đi vì cả hai còn trẻ và sự nghiệp còn nối dài ở phía trước.
họ chia tay trong sự văn minh lịch sử, vì khi gặp lại cả hai vẫn dành cho nhau những sự tôn trọng cùng với sự quý mến nhau. Và ít lâu sau khi bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh đóng máy, cũng là dịp những tin đồn cặp đôi phim giả tình thật được nổi lên, khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Nửa vui mừng cho Hạ Mi tóc nâu vì đã tìm được một anh chàng lịch lãm tốt bụng như vậy, nhưng tin đồn cũng chỉ bỏ ngỏ ở đó và không được khai thác sâu thêm. Nhưng mới đây, một ống kính máy quay đã phát hiện Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đang bí mật hẹn hò với nhau. Cả hai cũng có nhiều chuyến đi cùng với nhau, làm cho dân tình hào hứng không thôi trước thông tin cả hai yêu nhau là thật. Lục lại những bằng chứng trước đó, từ cảnh hậu trường hai người đóng phim đến việc tham gia sự kiện, dường như họ đã có được sự ăn ý từ trang phục đến những cử chỉ, ánh mắt dành cho nhau rất thiện cảm. Mới đây, Mỹ Tâm đã chính thức thừa nhận yêu Mai Tài Phến từ gần 2 năm trước. Dù được cộng đồng mạng và người thân quen ủng hộ từ lâu, nhưng đến nay Mỹ Tâm mới chính thức công khai thừa nhận đã yêu Mai Tài Phến và chuyển sang gọi tình trẻ bằng anh cách đây khá lâu. Showbiz Việt đang có những hỷ sự khá vui vẻ khi hàng loạt chị đẹp công khai chuyện hẹn hò. Sau khi Lệ Quyên công khai người yêu người mẫu Lâm Bảo Châu kém 12 tuổi, Ngô Thành Vân cũng không giấu giếm chuyện người mẫu diễn viên Huy Trần kém 12 tuổi, thì mới đây ca sĩ Mỹ Tâm cũng thẳng thắn chia sẻ chuyện cô đang hẹn hò với diễn viên Mai Tài Phến kém cô 10 tuổi từ gần 2 năm nay. Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải giao trước đón sau. Mỗi khi ở cạnh nhau, Mỹ Tâm khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì thêm, nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em. Trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt, nếu không được, mong cả hai sẽ vẫn là bạn bè. Cũng nhân đây, Mỹ Tâm tiết lộ cách gọi thân thiết giữa cả hai. Cô đã chuyển sang gọi bạn trai là anh, còn Mai Tài Phến vẫn gọi cô là cô út, như khi hợp tác đóng chung MV Đừng Hỏi Em cách đây hơn 2 năm. Một lần nữa, Mỹ Tâm khẳng định Mai Tài Phến thích mình và ngược lại, mình cũng thích anh. Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Hiện chúng tôi đối xử với nhau rất tốt và đang hạnh phúc, nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt chia sẻ. Nói về quan điểm trong tình yêu, Mỹ Tâm tiết lộ: tôi là người yêu kiểu chủ động và yêu bất chấp, luôn muốn có cảm giác an toàn bên người ấy. Có động lực trong tình yêu khiến cho tôi thăng hoa hơn trong công việc và hát trên sân khấu. Mỹ Tâm cho biết sẵn sàng bảo vệ Mai Tài Phến vì nam diễn viên không làm gì hại cô, mà chính vì yêu cô mà không ít fan ghét nên cô rất thương. Trong tương lai, nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói nếu có đám cưới sẽ chia sẻ với đông đảo khán giả, và khi có con sẽ càng không bao giờ giấu. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và đóng vai yêu nhau trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các show diễn ở tỉnh xa. Trong hành trình đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những cử chỉ cực thân mật, tình cảm khiến cho một thời gian khá dài, khán giả và truyền thông bắt cả hai phải công khai chuyện hẹn hò. Nhưng chị đẹp Mỹ Tâm đã không phủ nhận và cũng không khẳng định. Lúc đó, nói về mối quan hệ này, nữ ca sĩ khẳng định: tại vì đi với Phến vui, Phến có thể chọc cho tôi cười vui vẻ, tinh thần luôn thoải mái, không bàn đến chuyện tình cảm, tôi yêu ai sẽ không ai biết. Còn về việc tôi yêu ai thì sau này tính, trước mắt thấy chơi với nhau cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc với nhau là được. Còn nam diễn viên Mai Tài Phến tiết lộ từng rung động khi đóng phim chung với Mỹ Tâm. Về chuyện tình cảm, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi và chị Tâm đi chơi vui với nhau từ khi đóng MV Đừng Hỏi Em, sau đó chị Tâm đi diễn, tôi đi theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.